Alo, xin chào quý Nam. Giới thiệu cho quý Nam mình mẫu ghe Nhã Cào của vùng Nha Trang, Lương Sơn. Đang cần ra đi mua bán sang nhượng lại cho những anh em nào cần. Thì nghiêng một cặp giả cào, hiện tại mình đang quay cho anh em mình những cái hình ảnh ở trên video á. Thì nghiêng một cặp giả cào này, cả hai chiếc đều kêu bán hết. Thì chiếc lớn là dài 23m2, rộng 5m, rộng 7m5. Sử dụng động cơ Giang Ma 912 mã lực ha. Và ngoài ra trên chiếc ghe lớn thì còn có một máy phát điện 300 mã lực nữa của dòng máy Daewoo 2366. Thì chiếc giả lớn là được đóng vào năm 2016 nha anh em. Chủ ghe rất là kỹ, hiện đang sinh sống và làm việc tại vùng cảng Hòn Rớ Nha Trang luôn. Anh em nào đến cảng Hòn Rớ thì cứ hỏi thì sẽ ra chủ ghe ha. Còn chiếc nhỏ hiện tại là dài 18m2 và rộng 5m8. Thì bình tải mô phỏng gì hai chiếc giả đang kêu bán. Còn anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại chi tiết. Anh em cứ mạnh dạn liên hệ để gặp chủ ghe thì sẽ rõ hơn ha. Thì hiện tại kênh của mình cũng nhận rất là nhiều những cái lời nhờ của anh em, là nhờ mình bán giúp hoặc là nhờ mình mua giúp. Thì hiện tại là mình đang cần một chiếc giả cào đóng theo mẫu ghe Nha Trang hoặc là Lương Sơn, nhưng mà ghe dài tầm 20 mét nha anh em. Anh em nào có thì liên hệ với số điện thoại của mình. Mình xin gửi lời cảm ơn đến anh em nhiều nha.